nó có những cái ảo thị kỳ lạ, nó có nhìn cái đấy, nhìn vô người tôi, nó thấy cái đầu tôi bự rất là to to đùng như vậy, mà cái người tôi có chút xíu như vậy thôi, thành ra là nó cứ nhìn nó cười. Và khi mà tôi hỏi rõ, tôi hỏi cứ hỏi 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 gặn nó, thì cuối cùng nó mới khai ra, mà lúc đó tôi mới phải tăng cái liều thuốc lên. Ảo giác khứu giác, nghe những cái mùi như là mùi chín thối, mùi cao su cháy vân vân ha, ảo vị giác vân vân, đó là những cái ảo giác. Ảo giác nội tạng thì có những cái người cảm thấy là rõ ràng có những cái gì vật, những cái sinh vật ha, có những cái cảm thấy đĩa trong tay ha. Cái ảo giác nội tạng này thường thường cảm giác đĩa trong tay hay là rắn ở trong bụng thì thường hay gặp ở trong những cái ảo giác nội tạng mà do rượu gây ra ha, rối loạn tâm thần do rượu gây ra. Có những cái trường hợp mà tôi có một bệnh nhân nữ, họ đến bệnh viện, rất là nhiều bệnh viện, trong đó có bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện 115. Họ đến để họ nói là bây giờ họ có thấy rắn rít ở trong dạ dày của họ ha, rất là nhiều, đề nghị mấy bác sĩ moi ra để mà mổ, để mà lấy ra. Thì khi mà nghe kể như vậy thì tất cả các bệnh viện này họ đều chuyển qua bệnh viện tâm thần hết à, thấy họ chắc chắn là họ không có mổ rồi, họ nghĩ cái cô này họ bị có vấn đề về tâm thần, thế là họ chuyển qua bệnh viện tâm thần. Thì khi mà qua đến bệnh viện tâm thần, tôi tiếp nhận bệnh, xếp vào tôi cho tôi khám, thì tôi sẽ sử dụng cái suy nghĩ của họ. Bây giờ nếu mà tôi từ chối, tôi không có điều trị, không có nói, tôi không nói mổ hay không mổ gì hết, tôi chỉ nói là bây giờ phải cho uống thuốc, cho bệnh nhân uống, cho cổ uống thuốc, cổ phải uống thuốc để tôi cho những con rắn, con rít đó nó nằm im ở trong dạ dày à, nó không bò đi đâu được, tại vì bây giờ mà đem lên mổ liền nó sẽ đi, nó bò đi lung tung, mà làm như vậy là bà sẽ chết. Thành ra là phải cho nó uống thuốc để nó nằm im trong bụng đi, rồi lúc đó mới kết hợp với mấy bệnh viện khác để mổ lấy nó ra, chứ còn bây giờ nếu mà mổ sớm quá nó sẽ được bò đi lung tung và bà sẽ chết. Và bệnh nhân hợp tác điều trị với tôi, tại vì nếu mà không hợp, nếu mà tôi không có điều trị, tôi không nói như vậy, thì bệnh nhân sẽ lại không tin tưởng và bệnh nhân sẽ bỏ đi chỗ khác, bệnh viện khác, mà chắc chắn không có bệnh viện nào nó nhận chữa cái này. Thành ra mình phải dựa vào trong cái bệnh lý, dựa vào trong những cái tâm lý của bệnh nhân để chúng ta giúp cho bệnh nhân. Khi chúng tôi cho uống thuốc, một tuần sau là bệnh nhân cắt được những cái ảo giác của bệnh nhân, rồi bệnh nhân bình thường trở lại. Rồi họ tôi hỏi là có muốn, bây giờ có muốn mổ nữa không, thì thôi không mổ nữa à, mình phải giúp, mình phải có những cái kinh nghiệm, mình phải có những cái gọi là cái thủ thuật để mà giúp cho bệnh nhân uống thuốc, tuân thủ điều trị mình, và mình giúp cho bệnh nhân cắt được những cái ảo giác mang tưởng, thì bệnh nhân sẽ ổn định. Còn chứ bệnh nhân nếu không, chúng ta bệnh nhân sẽ không hợp tác với mình, bệnh nhân không chịu uống thuốc và bệnh nhân lại chạy đi qua mấy cái bệnh viện khác lung tung, rồi người ta cũng sẽ chuyển qua đây. Mà khi mà chuyển lại, bệnh nhân quay lại, thì cái vấn đề mà gọi là cái tin tưởng của bệnh nhân sẽ giảm đi. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. Rồi cái rối loạn về cảm xúc thì các em sẽ được bác sĩ khoa, giám đốc bệnh viện dạy cái bài rối loạn cảm xúc hoặc là rối loạn khí sắc này rất là kỹ. Trong rối loạn về cái khí sắc thì nó có trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực, vân vân, thì bác sĩ khoa sẽ dạy kỹ cái em cái này. Tôi chỉ nói một số cái vấn đề thôi. Thì trong cái rối loạn cảm xúc này thì có giảm cảm xúc và mất cảm xúc, thì nó có cái giảm khí sắc, cảm xúc bàng quang, vô cảm, mất cảm giác, tâm thần, thì nó nặng dần từ 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 trên xuống dưới. Các triệu chứng tăng cảm xúc thì nó có những cái cảm xúc nó gọi là không ổn định nha. Không ổn định có nghĩa là bệnh nhân dễ chuyển từ cảm xúc này qua cảm xúc khác một cách rất là nhanh chóng, từ vui sang buồn, từ khóc sang cười nha. Tôi là phụ trách về chỉ đạo tuyến, thì tôi có đi kiểm tra những cái phòng khám tâm thần quận huyện cũng như là trạm y tế về chương trình tâm thần. Thì khi mà tôi đi kiểm tra một trạm y tế thì cái một cái cô phụ trách chương trình của
cô chưa có học cái lớp âm thanh cơ bản, chưa có học qua những cái triệu chứng học này, thì cô có ghi trong bệnh án là bệnh nhân vừa khóc lại vừa cười, có nghĩa là bệnh nhân đó là một bệnh nhân bị động kinh nhưng mà có những cái rối loạn về tâm thần ha, cũng như cảm xúc của cái nhân cách của cổ nó bùng nổ ha. Đang nói chuyện thì cổ rất là vui, nhưng mà chuyển qua một cái đề tài khác thì cổ lại ngồi cổ khóc hu hu, rồi chuyển qua một đề tài khác là cổ lại cười hô hố rồi ha. Thành ra là cái cô mà phụ trách chương trình tâm thần của trạm y tế đó cũng mới ghi là bệnh nhân vừa khóc lại vừa cười. Thì khi mà tôi đọc đến cái này thì tôi thấy là cũng là nó ghi như vậy không đúng, mà phải ghi là bệnh nhân có cảm xúc không ổn định, chứ đừng có ghi giống như vừa sốc khóc vừa cười, ông bà ta nói vừa khóc vừa cười ăn 10 cái gì đó ha, thì tự tìm hiểu coi ăn 10 cái gì. Rồi ngoài ra có những cái cảm xúc say đắm hoặc khoái cảm, đặc biệt trong cái rối loạn cảm xúc khác nó có cảm xúc hai chiều và cảm xúc trái ngược. Đây là một cái cảm xúc đặc biệt ở thường gặp trong bệnh lý tâm thần phân liệt. Đây là một trong những cái câu hỏi trắc nghiệm để phân biệt với những cái rối loạn cảm xúc trong cái hưng cảm hoặc là trầm cảm. Thì trong hưng cảm hoặc là trầm cảm hoặc là trong những cái rối loạn lưỡng cực thì bệnh nhân sẽ không có cái cảm xúc hai chiều và không có cảm xúc trái ngược cũng như thờ ơ. Đặc biệt trong tâm thần phân liệt thì mới có những cái cảm xúc này. Thành ra mấy em lưu ý cho tôi nha, nó sẽ có trong cái câu hỏi trắc nghiệm. Rồi tôi qua cái rối loạn tư duy. Rối loạn tư duy là một cái hoạt động tâm thần phức tạp, là một cái hình thức cao nhất của quá trình nhận thức, có đặc tính phản ánh thực tại khách quan một cách gián tiếp và khái quát, từ đó giúp ta có thể nắm được bản chất quy luật và phát triển của sự vật. Cái này là cái khái niệm về tư duy. Trước kia là chúng ta hay nói tư duy này tư duy nọ, hỏi tư duy là gì thì chúng ta lại không nắm ha. Thì bây giờ chúng ta biết rồi đó, đó là một cái hoạt động tâm thần phức tạp, một cái hình thức cao nhất của quá trình nhận thức, nó phản ánh thực tại khách quan một cách gián tiếp và khái quát, và từ đó giúp ta nắm được cái bản chất và quy luật phát triển của sự vật. Thì nhờ tri giác tri giác mình thấy được mặt trời sáng thì mọc ở đằng đông, chiều lặn ở đằng tây ha, sáng mọc ở đằng này, chiều lặn ở đằng đông, chiều lặn ở đằng tây. Thế thì mặt trời mình thấy như vậy, nhưng mà mặt trời nó có chuyển động hay không? Thì trước kia sau tôi hỏi mấy cái chuyển động đó, đa số mấy em đều không biết, gần như tôi hỏi đều không biết hết. Mà cái này tôi nhớ hồi xưa tôi học địa lý năm lớp 10 là năm 1980, thì nó đã lúc đó tôi đã học cái chuyển động này rồi, cái tên chuyển động mà mặt trời sáng mọc đằng đông mà chiều lặn ở đằng tây, nó gọi là chuyển động biểu kiến. Sau này tôi không biết là mấy em có học cái này hay không, mà tôi hỏi gần như là không biết, 1% biết thôi à. Mà biết là có những cái người lớn tuổi á, những cái học viên mà gần gần bằng tôi á, thì đó gọi là chuyển động biểu kiến. Biểu kiến có nghĩa là mình thấy như vậy nhưng mà thật sự ra nó không có chuyển động, mà nhờ có tư duy, nhờ có khoa học phát triển mà chúng ta biết được quả đất là tự quay quanh nó và quay quanh mặt trời theo một cái quỹ đạo nhất định đó. Từ cái khoa học phát triển, là từ nhờ cái tư duy, nhờ cái học, nhờ cái tiếp thu và nhờ cái tư duy phát triển thì chúng ta mới hiểu được cái quy luật vận động của quả đất và quy luật vận động của Thái Dương hệ à. Rồi nhớ ha, cái chuyển động gọi là chuyển động biểu kiến. Thế thì trong cái rối loạn về tư duy nó có hai hình thức. Thứ nhất, nó có hai vấn đề. Cứ vô đi. Rối loạn về tư duy nó có hai cái. Thứ nhất là hình thức biểu hiện tư duy, và thứ hai là nội dung tư duy.
Trong cái rối loạn hình thức về tư duy thì tôi nói để cho các em nắm, em biết một số cái biểu hiện, những cái một số cái rối loạn thôi, nhưng các em sẽ tập trung vào trong cái rối loạn về nội dung tư duy, và đặc biệt là ám ảnh và hoang tưởng, giống như trong rối loạn về cảm giác tri giác, các em tập trung vào trong cái ảo giác và ảo tưởng cho tôi. Các em phải phân biệt sự giống nhau và khác nhau một cách rõ ràng, rạch ròi giữa ảo giác và ảo tưởng. À, cái đó là cái vấn đề thi đó. Thế thì trong cái rối loạn nội dung về tư duy này, nó sự phân chia này có tính chất nhân tạo chứ không trên thực tế nội dung và hình thức tư duy bao giờ cũng thống nhất với nhau. À, vân vân. Đó, thì bây giờ các em, tôi sẽ nói cái phần hình thức tư duy nhanh, nhưng mà tôi sẽ đi chậm cái vấn đề về rối loạn nội dung tư duy. Học online có giải lao không vậy? Các em có muốn giải lao không? Hả? Alo? Nếu vậy học luôn rồi nghỉ nha. Dạ. Rồi, rối loạn về hình thức tư duy thì nó có những cái rối loạn phân chia theo nhịp độ ngôn ngữ, ngôn ngữ nhanh, ngôn ngữ chậm, vân vân. Thì nó có tư duy phi tán. Phi tán có nghĩa là fly up idea, là nó xuất hiện, bệnh nhân liên tưởng rất là nhanh. Những cái suy nghĩ, những cái nhận xét xuất hiện nối tiếp nhau một cách mau lẹ, nhưng mà nông cạn thôi, nông cạn trên đầu óc của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân thấy con ruồi thì nói là con ruồi mới bay qua là con này là con ruồi đực. Nhưng mà thấy một con tắc kè, nó kêu con tắc kè kia là con tắc kè cái. Chủ đề của ý tưởng nó luôn thay đổi theo tác động của bên ngoài, và thường gặp trong trạng thái hương cảm. Thì trong cái rối loạn hương cảm thì các em sẽ được bác sĩ khoa dạy trong bài rối loạn khí sắc. Rồi có tư duy dồn dập, thì trong đồng của người bệnh thì dồn dập mọi ý nghĩa. Những cái ý nghĩ này luôn xuất hiện ngoài ý muốn, người bệnh không sao ngăn cản được, nó áp vào trong đầu của bệnh nhân, và thường gặp trong bệnh tâm thần phân liệt, hoặc là trong một số cái ám ảnh. Chút xíu là trong cái ám ảnh tôi sẽ nói hổ lốn, vân vân. Đó là những cái vấn đề trong cái phân chia theo nhịp độ ngôn ngữ nhanh. Còn nếu theo phân chia theo nhiều độ ngôn ngữ chậm thì nó có cái tư duy chậm chạp. Các em thấy những cái người bệnh trầm cảm đó thì cái liên tưởng của hết sức là chậm, họ suy nghĩ khó khăn, làm suy nghĩ cũng chậm chạp, vận động cũng chậm chạp, làm gì cũng rất là chậm. Hỏi lại một câu hỏi rất lâu sau thì họ mới trả lời được. Còn tư duy ngắt quãng thì thường thường gặp ở trong những cái bệnh lý tâm thần phân liệt, là họ đang nói chuyện như vậy, họ tự nhiên họ ngắt ngang, làm cho họ dừng lại không nói được nữa. Sau đó họ sẽ nói tiếp, nhưng mà cái câu tiếp của họ có thể là tiếp hoặc là bỏ dở cái câu trước mà nói sang một cái chuyện khác. Tư duy lai nhai thì bệnh, hoặc là tư duy kiên định, thường thường gặp ở trong bệnh động kinh. Họ cứ lai nhai kể tỉ mỉ những cái này sang cái khác, khó qua những cái chuyện nội dung chủ yếu. Chia ra hình thức phát ngôn thì nói một mình đấy ha. Có những cái trường hợp mà bệnh nhân năm lần nó cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, nội dung thì chẳng có liên quan gì hết ha. Hoặc là nói tay đôi thì có những cái người bệnh họ cứ cãi lộn với lại tranh luận với cái ảo thanh của mình. Thành ra là có những người mà ở trong phòng có một mình thôi, nhưng mà họ cứ cãi bà cố luôn, họ cãi búa xua hết, là rất là dữ. Nhưng mà mở cửa ra thấy con mình, thành ra là cái này là nói tay đôi. Những cái thuật ngữ này thì các em phải biết để các em ghi mình án cho nó đúng nha. Hoặc là trả lời bên cạnh, hỏi một đằng họ trả lời một nẻo thôi. Đó, họ hỏi ăn hôm nay uống thuốc chưa, họ nói hôm qua ăn cơm rồi. Hoặc là nói hôm nay sáng nay có làm việc gì, có tập thể dục không, nói sáng nay đi chợ rồi, vân vân. Tất cả các thứ gọi là trả lời bên cạnh là như vậy. Hoặc là không nói thì họ không nói thôi ha. Nhiều nguyên nhân nó gây ra, có thể là do phủ định, có thể là do liệt cơ phát âm, có thể là do sa sút tâm thần, vân vân. Nói lặp lại, bệnh nhân cứ lặp đi lặp lại một số chữ hay một số câu, không ai hỏi thì cũng cứ nói, cứ câu đó nói miết, đáp lặp lại thì cứ mỗi câu hỏi khác nhau,
bất kỳ câu hỏi nào thì người ta chỉ trả lời bằng một câu duy nhất thôi. À, cứ câu đó tôi ăn cơm rồi, cứ hỏi cái gì cũng tôi ăn cơm rồi, cứ hỏi câu thứ ba cũng tôi ăn cơm rồi. À, nói lặp lại với đáp lặp lại khác nhau nha, ngại lời. Nhưng mà thôi các em thì biết mấy cái này thôi. Khi mà thi thì tôi sẽ hỏi bên cái lớp cao hơn. Chúng em chỉ chủ yếu là tập trung vào cái nội rối loạn nội dung tư duy, à, cơn xung động lời nói, nhại lời, vân vân. Ngôn ngữ phân liệt, à, rồi ngôn ngữ không liên quan, à, có cái chữ này bây giờ bây giờ tôi thấy cái tin là rất là nhiều. À, ví dụ như là trời xanh, ăn chanh, uống nước, đi năm bước, à, hoặc là cái gì bây giờ hay cái nói năng, cái kiểu nói của mấy cái tin đó là xấu như con gấu, à, dữ như con sư tử, hoặc là đuối như trái chuối, à, vân vân. Thì cái này thì thường thường là trong trạng thái hưng cảm là tâm thần phân liệt. Rồi chơi ngữ pháp, đặc biệt có những cái nó gọi là sáng tạo ngôn ngữ. À, cái sáng tạo ngôn ngữ này thì tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp rồi, mà có hai trường hợp mà gọi là điển hình mà tôi nhớ đến bây giờ. Cái thứ nhất, có một cô đến khám bệnh, thì tôi hỏi cô là cô lý do đến khám bệnh ở đây là gì, thì cô nói cô đến khám bệnh tim thánh. Các em biết bệnh tim thánh là gì không? Mà không có tương tác được thành ra cũng hơi khó ha. Thì tim là tâm, thánh là thần, thành ra là cổ thay vì cổ đi khám bệnh tâm thần thì cổ sáng tạo ra một cái loại bệnh mới gọi là bệnh tim thánh. À, thành ra khi mà tôi hỏi cổ nói bệnh tim thánh, lúc đầu tôi hơi ngớ ra, nhưng mà sau đó tôi hiểu được cổ đi khám bệnh gì, thì tôi cười. Thì lúc đó cổ mới nói là à, bác sĩ biết là em đi khám bệnh gì rồi. À, thành ra là thôi thì cứ biết cổ đi khám bệnh tim thánh đi ha. Mai mốt đứa nào có khám vô đây khám bệnh tâm thần á thì cứ nói cho nó sang ha. Nói khám bệnh tim thánh chứ đừng nói khám bệnh tâm thần. Hoặc là có một, đây là giám đốc một cái công ty gia đình. Một cái công ty gia đình đó thì nó 4 năm đời rồi. Thì ông này ổng mới làm một cái phần mềm, ổng là công ty bên ổng làm IT. Giám đốc một cái công ty IT đó thì cũng nói ổng làm một cái phần mềm, ổng gọi là phần mềm không phả. Thì thật sự ra giống như cái phần mềm giống như là một cái cây da phả thôi, nhưng mà cái này là do ổng là giám đốc công ty, thành ra ổng mới chế ra một cái thuật ngữ mới gọi là công phả. À, chứ thật sự là cái từ công phả hay từ tim thánh thì không có trong từ điển. Mà những cái người bị hưng cảm hoặc là tâm thần phân liệt thì họ hay chế ra những cái từ mới, nó gọi là sáng tạo ngôn ngữ như vậy. Rồi qua cái phần khác nó gọi là suy luận bệnh lý tư duy hai chiều ha. Tư duy hai chiều là có những cái bệnh ý nghĩ, những câu nói hoàn toàn trái ngược nhau, thường gặp trong tâm thần phân liệt, hoặc là những cái tư duy tự kỷ hoặc tư duy tượng trưng, vân vân. Rồi đó là cái phần hình thức tư duy. Thì các em, tôi nói để cho các em nắm biết những cái thuật ngữ ở trong trong cái bệnh lý tâm thần. Và những cái thuật ngữ đó mặc dù tôi không hỏi nhưng các em phải nắm để các em biết ha, các em biết mà các em biết bình án. Tại vì trong cái quá trình thực tập thì các em phải nộp cho tôi một cái bệnh án tâm thần để tôi chấm làm cái điểm thực tập. Ngoài cái vấn ngoài cái thi trắc nghiệm ra, các em phải để là lấy điểm lý thuyết, các em phải cho tôi một cái nộp cho tôi một cái bệnh án tâm thần hoàn chỉnh để tôi chấm điểm. Thực hành. Rồi qua phần rối loạn về nội dung tư duy, đây là cái phần mà các em cần thiết. Trước kia người ta đưa định kiến vào trong cái rối loạn nội dung tư duy, nhưng hiện nay thì người ta bỏ cái định kiến nha.
Tại vì trong mỗi vùng, mỗi miền, kể cả ở nước Việt Nam, tùy theo vùng miền nó cũng có những cái suy nghĩ, có những cái định kiến khác nhau. Ví dụ có người thích ăn sầu riêng, có người không thích, có người nói sầu riêng hôi, có người nói sầu riêng thơm, hoặc là có những cái người mà không ăn mắm được nhưng mà cái người khác thì ăn mắm nó rất là ngon, vân vân, tất cả các thứ. Thậm chí ngay cả tôi là cái người mà tôi là người bố mẹ tôi người Bắc, tôi cũng phải tôi cũng 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 vô đây, vô trong Nam mà vợ tôi là người Nam, nhưng mà tôi thì không thấy mùi sầu riêng hôi, nhưng mà vợ tôi thì thấy mùi sầu riêng rất là thơm, cứ bắt tôi ăn. Thành ra là trước kia tôi nín thở, bịt mũi tôi ăn, bây giờ tôi tốt hơn rồi, tôi nín thở tôi ăn. Hoặc là tôi đi qua Bỉ tu nghiệp thì người Việt thì ăn nước mắm, thì mấy thằng Tây nó chê hôi, chê thúi, nhưng mà mình thì ăn thì rất là ngon. Nhưng mà khi mà tôi có một cái bữa tiệc tôi đi với nó thì nó ăn cái phô mai Roquefort, cái tên phô mai đó là phô mai Roquefort, nó rất là nặng mùi, nó gọi là nó thúi luôn á, nó mốc xanh lên, mốc xanh, ăn thì rất là ngon béo, tuy nhiên thì rất là hôi, nó thúi còn hơn cái gì nữa. Thành ra là tụi Tây, nhưng mà tụi Tây nó lại ăn rất là khoái khẩu. Mình thì người Việt thì mình không có không không ăn được, hay là không có ngửi cái mùi đó được. Đó, thành ra là tôi nói hẳn với mấy thằng Tây là mày không, mày chê nước mắm của tao thúi, thì bây giờ tao thấy cái phô mai của tụi bay thôi rình cũng thúi quá. Thành ra là đừng có chê những cái gì mà người ta ăn, có đều là mình không có thưởng thức được thôi. Đó đó là cái định kiến. Thành ra là thôi, cái định kiến này tôi nói sơ để cho các em nắm, và đừng có chê bai ai gì về cái định kiến của người đó, tại vì mỗi người có những cái nét riêng của người ta, từng vùng miền, không nên chê bai. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào hoang tưởng và ám ảnh, vì hai cái này là hai cái quan trọng, giống như ảo giác và ảo tưởng, các em phải phân biệt rõ và phải phân tích, cũng như là phải 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 hiểu rõ thế nào là ảo giác, thế nào là ảo tưởng. Ảo giác và ảo tưởng nó nằm trong rối loạn về cảm giác tri giác, nhưng hoang tưởng và ám ảnh nó là nằm trong rối loạn về nội dung tư duy. Đó, hai cái nó hoàn toàn khác biệt, thành ra phải nói cho nó đúng, nếu mà ghi viết sai là tôi trừ điểm. Thế thì hoang tưởng là gì? Định nghĩa hoang tưởng là những cái ý tưởng phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế khách quan, nhưng người bệnh cho là hoàn toàn chính xác, không thể giải thích phê phán được. Do đó hoang tưởng có tính chất cơ bản là sự tin tưởng vững chắc của người bệnh vào những cái ý tưởng sai lầm đó, dù nó hoàn toàn mâu thuẫn rõ rệt với thực tế. Và cái thứ hai là người bệnh phải sẽ sử dụng những cái lập luận sai lầm, những cái tính lập luận logic quanh co để chứng minh cái chuyện đó là đúng. Do đó ha, do những cái tính chất này, do những cái định nghĩa này và do những cái tính chất cơ bản này, thành ra là không có ai mà đi tranh cãi hoặc là đi giải thích cho người bệnh có rối loạn hoang tưởng được hết. Tôi ở phòng ghép tổng hợp và tôi cũng phụ trách cái vấn đề tư vấn cho bệnh nhân, cho người nhà của bệnh nhân là chủ yếu. Thì rất là nhiều người tới yêu cầu tôi là nói là mời tôi đến nhà để hoặc là cũng có đưa bệnh nhân đến đến bệnh viện để mà nhờ tôi tư vấn. Thì thật sự tôi nói rẳng luôn rồi là những cái hoang tưởng này trong sách người ta nói rất là rõ rồi, không có tranh cãi, không có giải thích, không phê phán gì được cả, chỉ có đưa bệnh nhân tới khai bệnh và bác sĩ cho uống thuốc, những cái thuốc chống loạn thần nó sẽ cắt được những cái hoang tưởng, những cái ảo giác của bệnh nhân, chứ chúng ta không thể giải thích hay phê phán gì hết, tại vì cái tính chất cơ bản của nó là bệnh nhân tin tưởng một cách vững chắc vào những ý tưởng và sử dụng một hàng loạt những cái sai luận, lập luận sai lầm và những cái logic quanh co để chứng minh cái chuyện đó là đúng. Thành ra là đừng có giải thích, đừng có phê phán, vô ích mất công. Đó đó là cái
cái định nghĩa của hoàn tưởng. Thế thì hoàn tưởng thì nó chia làm hai ca phân loại đơn giản thôi, là hoàn tưởng nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát đó là do tự xuất hiện, không liên quan gì đến những cái rối loạn ảo giác và những cái rối loạn tri giác khác. Hoàn tưởng thứ phát là xuất hiện sau những cái cơ sở về rối loạn tri giác, cảm xúc hoặc là những cái rối loạn về ý thức. Thế thì phân loại hoang tưởng thì người ta cũng phân loại theo cái hoang tưởng suy đoán, hoang tưởng cảm thụ và hoang tưởng di chứng. Trong đó cái hoang tưởng suy đoán là quan trọng nhất. Hoang tưởng suy đoán là hoang tưởng quan trọng nhất. Vì cái sự phán đoán và của mình nó lệch lạc và nó được củng cố. Cái hoang tưởng này nó sẽ càng ngày càng hệ thống hóa và nó bền vững. Và từ cái hệ thống hóa và cái bền vững này thì bệnh nhân lúc đầu thì bệnh nhân chưa vẫn giữ được khả năng lao động, bệnh nhân chưa bị cái hành vi, những cái hoang tưởng này chi phối hành vi. Nhưng sau này thì khi mà nó hệ thống hóa và nó bền vững rồi thì nó sẽ chi phối hành vi